Xin chào các bạn nha. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách gỡ chặn Messenger hay là bỏ chặn Messenger nha. Rồi ok, bây giờ thì mình sẽ tiến hành hướng dẫn cho tất cả các bạn luôn. Bước đầu tiên thì các bạn vào ứng dụng Messenger nha. Rồi thì sau khi các bạn vào ứng dụng Messenger rồi á, thì các bạn bấm một cái mục ba gạch ở góc trên bên trái màn hình chỗ đây nha. Các bạn bấm vào. Rồi bước này các bạn bấm một cái mục hình tròn cái bánh răng ở ngoài này. Đây là cái mục cài đặt nha, các bạn bấm vào. Rồi sau đó các bạn bấm vào cái mục quyền riêng tư và an toàn nha. Thì trong cái phần quyền riêng tư và an toàn này nó có cái mục tài khoản đã chặn này. Và cái mục tài khoản đã hạn chế này. Nếu như mà các bạn muốn gỡ hoặc là bỏ hạn chế ai đó thì các bạn bấm vào cái mục đây. Thì nó sẽ xuất hiện những người mình đã hạn chế nha. Còn nếu như các bạn muốn gỡ hoặc là bỏ chặn thì các bạn bấm cái mục tài khoản đã chặn nha. Thì sau khi các bạn bấm cái mục tài khoản đã chặn thì nó đã xuất hiện những người mình đã chặn ở trên Messenger này. Rồi bây giờ các bạn muốn gỡ hoặc là bỏ chặn thì các bạn bấm vào cái người mà mình muốn bỏ nha, hay là mình muốn gỡ nha. Sau đó các bạn bấm vào bỏ chặn này. Đó. Rồi ok, vậy là vừa rồi mình cũng đã hướng dẫn các bạn cách để mà có thể gỡ chặn trên Messenger nha, hay là bỏ chặn trên Messenger nha, trên điện thoại của mình nha. Video của mình cũng dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem nha. Bạn nào thấy video của mình hay cũng như là hữu ích thì đừng quên cho mình một like cũng như là một đăng ký kênh nhé. Bye bye.